Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất có trong ngày. Blackpink hiện đang trong quá trình quảng bá full album đầu tay cũng như là ca khúc chủ đề Love Seeker. Và qua hai sân khấu đầu tiên thì có thể thấy nhóm đã biểu diễn vô cùng nhiệt huyết cũng như là dốc 100% sức lực để đem đến những màn trình diễn hoàn hảo nhất. Nhưng có một vấn đề đang gây lo lắng cho fan, đó chính là sức khỏe của các thành viên khi mà người hâm mộ phát hiện rất nhiều những vết thương trên người họ. Khi Blackpink diễn bài B-side Pretty Savage ở show âm nhạc Intikeo ngày 11 tháng 10, vì Jennie mặc váy ngắn nên fan nhận ra cổ chân trái của cô quấn băng kín mít. Dường như nữ idol đã bị thương, thế nhưng Jennie vẫn trình diễn vô cùng chuyên nghiệp. Cô di chuyển linh hoạt và không bỏ lỡ động tác nào. Đáng chú ý là khi comeback với Halayzat hồi tháng 6 vừa qua, Jennie cũng bị thương ở cổ chân trái. Cô bị trượt chân và dẫn đến chấn thương ở mắt cá chân và dây chằng. Do đó, nhiều người đoán vết thương cũ của Jennie tái phát vì tập luyện vất vả cho màn comeback mới nhất. Thế nhưng thì Jennie không phải người duy nhất bị thương. Khi Blackpink tung video tập vũ đạo ca khúc Love Seeker, Rose để lộ cánh tay trái, dán băng trắng, có người còn soi thấy cổ tay phải của nữ ca sĩ bị sưng to. Năm nay, Blackpink comeback đến 3 lần với thời gian sát nhau, họ còn tung album hoàn chỉnh đầu tiên trong sự nghiệp. Để theo kịp tiến độ, chắc hẳn 4 cô gái đã phải tập luyện rất nhiều, đã vậy vũ đạo của nhóm còn có nhiều động tác phức tạp. Dù biết chấn thương là điều khó tránh với ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng fan vẫn rất lo lắng và xót xa khi thấy các thành viên phải chịu đau. Người hâm mộ đều mong Jennie và Rose sớm bình phục và không có thêm ai chịu thương tích. Ngoài ra, họ cũng hy vọng YG sắp xếp để nhóm nghỉ ngơi đầy đủ, không bị quá sức vì lịch trình bận rộn. Ngoài Blackpink thì Twice cũng là một nhóm nhạc K-pop Gen 3 nổi tiếng nhất K-pop hiện nay, nhóm định hình phong cách theo hướng vui vẻ, ngọt ngào và đầy sôi động. Sau MV Moi Moi được phát hành trước đó thì Twice đang chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới đây của nhóm cho năm 2020 và chỉ một chút ít thông tin về ca khúc mới đã khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên. Vừa qua thì JYP đã xác nhận Twice sẽ xuất bản album tiếp theo trong sự nghiệp mang tên là I Wide Open. I Can't Stop Me sẽ là ca khúc chủ đề của album và được thực hiện MV. Nhà sản xuất cũng đã tiết lộ vài thông tin thú vị về bài hát mới của Twice. Chủ đề của Twice sẽ thuộc về nhạc pop lấy cảm hứng từ âm nhạc những năm 80 thế kỷ trước. Giai điệu của bài hát sẽ rất vui nhộn và sẽ là ca khúc tạo nhiều ấn tượng nhất cho năm 2020. Có một thông tin độc quyền muốn cho các bạn biết, bài hát này rất hay. Cá là các bạn cũng sẽ mê mệt nó, nhà sản xuất tiết lộ với khán giả. Vừa nghe những thông tin về ca khúc chủ đề I Can't Stop Me, người hâm mộ đã bày tỏ sự phấn khích và trông đợi sự trở lại của Twice. Không những vậy, fan còn tìm hiểu về thể loại nhạc pop thập niên 80 của thế kỷ trước. Fan đang cố gắng hình dung I Can't Stop Me sẽ là ca khúc như thế nào. Sự chuẩn bị này giúp One chào đón MV chính thức một cách chủ động hơn. Thông qua những hiểu biết ban đầu về thể loại nhạc này, netizen cho rằng sự trở lại của Twice cho năm 2020 sẽ thành công. Bên cạnh chất nhạc, One còn mong muốn MV I Can't Stop Me sẽ được JYP đầu tư về bối cảnh nhiều hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố làm nên sự thành công cho sản phẩm K-pop. Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.